quý vị, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội mới đây đã phát hiện một cây xăng găm hàng chờ tăng giá. Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết đêm qua, cửa hàng xăng dầu số 2 ở 95 Vũ Ngọc Phan, Hà Nội vẫn bán xăng E5 RON 92 nhưng lại ngưng bán xăng RON 95 với lý do là hết xăng. Tuy nhiên, khi kiểm tra và đo thực tế, xăng RON 95 trong bồn ở vẫn còn khoảng là 20.000 lít. Quản lý thị trường cho rằng đây là dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá. Lực lượng này đã niêm phong bể chứa, hoàn thiện hồ sơ để xử phạt. Vi phạm của cây xăng này sẽ bị xử phạt theo quy định về vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí. Mức phạt dự kiến là 30 triệu đồng. Trong bối cảnh giá xăng có xu hướng đi lên và đón đầu đợt điều chỉnh giá chiều nay, dự kiến giá xăng có thể tăng trên dưới 1.000 đồng mỗi lít. Nhiều đại lý tố doanh nghiệp đầu mối găm hàng không bán để bù cho phần lỗ sau vài tháng trước.